Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư. Mình đang có mặt ở thị xã Phú Mỹ, là cái nơi phát triển bậc nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và đặc biệt là hôm nay là mình quay một cái miếng đất nó đẹp lắm. Nó ngay khu dân cư, một cái miếng đất phải nói là rất là lâu đời ha. Tức là nó là từ năm 199 mấy rồi đó. Không có qua đầu tư gì hết, nói chung là của một gia đình, cha mẹ đây cho con. Bây giờ thì bán ra để chia cho mấy anh em. Cái này dạng nhà đất hương quả đó anh chị. Thì đang bán ra với anh em, cho nên là một miếng đất gọi là còn nguyên zin luôn, chưa qua đầu tư, còn rất là đẹp. Và thật sự là ở khu này đó anh chị, để kiếm ra được một cái miếng đất mà to đẹp như thế này thì thật sự là rất là khó. Tại bây giờ đất ở đây là cái quỹ đất tại đây là khu dân cư bàn cờ anh chị nha, khu bàn cờ của thị xã Phú Mỹ đó. Cho nên đó là khu này thì toàn là những cái nhà trung bình là 5-10 mét là cao thôi, nhưng mà cái đất mình quay ngày hôm nay cái nhà này đó là nó lên đến là gần 30 mét mặt tiền đường này ha. Và đường này như chị thấy rồi, đường nhựa, chung là ở đây khu bàn cờ đường nhựa nào cũng đẹp hết á. Riêng cái đường nhựa này là chưa đẹp, tại vì đường nhựa này là nó chưa có làm thảm nhựa lại nha, còn xung quanh họ làm thảm nhựa là hết rồi, nhưng mà khu này cũng sẽ thảm nhựa ha. Và quan trọng là cái vị trí mình rất đẹp đó, đi thẳng mặt luôn là quốc lộ 1 ha, cách quốc lộ 1 chỉ có khoảng tầm 200 mét thôi. Đây anh chị thấy cái bảng biệt đèo đó không, bảng quảng cáo đó, thì quảng cáo đó chính là đầu đường ha. Là cái xe đang chạy đó là đảo quốc lộ 1, vị trí rất là đẹp nha anh chị. Và quan trọng nữa là anh chị mình xem video đó, nhớ xem cái phần mà mình cho check quy hoạch á, tại vì xung quanh đây là có những cái tuyến đường và những cái tiềm năng rất là đáng lưu tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay nha, lưu ý là mình quay chính chủ, để số chủ lên để chị mình làm việc trực tiếp, không có qua môi giới. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái vị trí ha. Ở đây chính xác là thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng tầm hơn 50 cây vậy nha. Tức là mình sẽ ra quốc lộ 1, đúng khoảng 200 mét. Rồi mình về phải đi theo một mạch luôn là về cao tốc và đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, rất là dễ đúng không? Còn ở đây nếu mà đi về biển Vũng Tàu thì nó rơi vào khoảng tầm 30 cây. 30 cây. Thì khu vực này là khu vực đang rất là phát triển, và bản thân thì xã Phú Mỹ thì cũng sẽ lên thành phố cảng đó chị trong tương lai. Rao đồng 1 đúng không? Ở đây thì có giáo xứ, chung hiện tại mình nói về tiện ích ở khu này là không phải bàn nha. Thì trong vòng bán kính và vài trăm mét thôi là có chợ nè, trường học nè, nhà thờ nè, rồi ủy ban này nọ, nói chung là ngân hàng, cái đó khỏi nói rồi. Nhưng mà có quan trọng nè, là ra ngoài quốc lộ 1, tức là đằng sau chợ Lâm Sơn, tức là mình ra đó là đối diện là chợ Lâm Sơn. Ở đây thì gần nhà thờ Lâm Sơn nữa. Thì đằng sau chợ Lâm Sơn chính là khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Thì gần nhất đây là có con đường. Đường này nếu mình trước đây anh chị mới có quay có xem đất mình quay ở khu Hòa Bài, tại vì đây cũng gần từ Hòa Bài anh chị. Cái đường Hòa Bài mà đi thẳng về hướng Châu Đức đi về hướng Hồ Tràm, đi ngang qua khu công nghiệp Châu Đức. Thì cái đường đó là ngay chỗ đó luôn là có cái đường giao với đường 991. Cái đường này là cái đường rất là huyết mạch nha, kết nối với là cao tốc biên qua Vũng Tàu và đi thẳng qua bên phía cảng Cái Mép Thị Vải. Ở đây thì gần cảng Cái Mép ha, gần khu công nghiệp, gần khu công nghiệp Long Sơn nữa, khu công nghiệp Phú 3. Còn ở dưới kia là Phú Mỹ 1, Phú 2 với lại khu công nghiệp Mỹ Xuân, Mỹ Xuân A1, Mỹ Xuân B1, tùm lum hết. Nói chung là ở đây thì rất là nhiều khu công nghiệp nha chị. Nói chung ở đây là dạng như là thành phố cảng, thành phố cảng và thành phố công nghiệp. Cho nên là đó lý do vì sao mình nói là cái hiện tại là Phú Mỹ là đang là cái nơi mà phát triển nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi thì nói chung là giới thiệu sơ thôi, lát nữa mình sẽ về cho chị xem cái thông tin quy hoạch sau nha, cái đó mới là quan trọng. Thì đất mình quay ngày hôm nay nè chị, nó có tổng diện tích á, thật ra trên sổ nha, cái sổ từ xưa đến giờ á là nó chỉ có 1.400 mét vuông thôi. Sổ là sổ cũ của em luôn rồi, sổ từ năm 1998 rồi. Lát nữa mình cho chị xem sổ ha, sổ cầm tay luôn. Nhưng mà thực tế thì nó rộng hơn một chút vậy nha. Thực tế thì nó lên đến là 1.467 mét vuông. 1.467 mét vuông. Mặt tiền đường này nè là được khoảng 29,5, nói chung là gần 30 mét ha. Gần 30 mét. Và dài xuống là 50 mét, hơn 50 mét. Nói chung là vuông vức, nó vuông như một cái đất nền vậy đó.
gần 1.500.000 ha, gần 1.500.000 luôn, mình tính xào luôn mà ha, mà đất vuông lắm. Và đất mình thì đã có sẵn 300 mét thổ cư rồi. Và khu này thì là quy hoạch đất ở đô thị toàn bộ, cho nên là anh chị mình có thể là mình phân lô nè, mình lên thổ cư nè, thoải mái lên khu thổ cư luôn. Nói chung là cái đó thì khỏi nói rồi, tại vì mặt tiền đường của mình lên đến là 30 mét thì nha, cho nên là mình có thể phân được rất rất là nhiều lô. Và hiện tại là khu này mình nói rồi, người ta phân lô bán hết trơn rồi, cho nên là để kiếm đất mà to như thế này thì không có đâu. Đó. Ranh giới rõ ràng vậy nha, đã có rào hết rồi, tường rào ranh giới thì nó không có phải lăn tăn rồi. Đó. Giáp với nhà này là hạn ở đây. Thì đằng trước nhà mình á, thì có một cái kiosk, cái này là của con gái nha. Ở đây tiệm nail. Nói chung là ở mặt bằng này đó chị, là mình có thể kinh doanh mua bán được nha. Nói chung là cái đất này nhìn vô một cái thì anh chị nào mà mê đam mê mà biệt thự vườn á, thì cái miếng này làm biệt thự vườn thì phải nói đẳng cấp rồi. Nhưng mà nếu mà để làm biệt thự vườn không á, thì nó hơi phí. Cái này thì mình có thể là mình kinh doanh ha. Rất là nhiều kiosk, hoặc là mình làm quán cà phê sân vườn, hoặc là quán ăn, hay là nói chung là rất là nhiều cái mục đích sử dụng ha. Tại vì đây là hẻm đường chính gì nha, đường này trên mình sẽ trên bản đồ á, nó ghi là đường Nguyễn Văn Huyên đó. Đi đúng 200m tức là một xẹt của đường quốc lộ 51. Thì ở ngoài quốc lộ 1 thì nó quá đắc địa rồi đó. Nhưng mà trong đây thì nó chỉ cách cái quốc lộ 1 thì có 200m thôi. Đất mình là quay mặt sang hướng hướng này, hướng đông nam nè, hướng đông nam. Đây một góc kiosk đang làm bên tiệm nail. Tiệm nail thì chúng mình làm đẹp á. Rồi trên đất mình thì đây, nhìn bước vô cho chị xem ha. Đất mình cái đường nè, hai bên thì có cống thoát nước gì nha. Đường thì hai ô tô cho nhà thoải mái. Nói chung là nói về đường xá, điện nước đây thì không phải bàn nhiều rồi. Đây giờ mình sẽ bước vô mình quay cho chị xem sơ ha. Cái nhà này là xây mấy chục năm rồi. Nói chung là cái này là chủ yếu bán đất thôi, không bán nhà. Đây, nhà thì nhà cũ lắm rồi, coi như nhà nát luôn đó. Cho nên là mình không quay nhà làm gì ha, mình cứ quay sơ ngoài thôi. Trên đất mình hiện tại là cũng có vài cây ăn trái, gốc nhãn kìa, nhãn bồng quá trời luôn, mít nữa. Nói chung anh chị nào mà ưng làm nhà biệt thự vườn ở đây thì thật sự là không có gì để bàn đâu. Nhưng mà kinh doanh quá tốt. Cái chiều dài 50m thì quá gọi là đủ, quá dài rồi. Từ mặt tiền cho đến chiều dài. Đây. Đất mình bằng phẳng nha chị, bằng phẳng luôn, không có bị không có bị lòi lõm đâu hết trơn á, vuông vức bằng phẳng. Nói chung là một cái miếng đất gần như là không khuyết điểm, không khuyết điểm luôn á, chỉ có là bàn về giá nó thôi. Chỉ đây có chuồng trại luôn. Đây. Tường bao quanh hết rồi, xung quanh ranh giới cực kỳ rõ ràng. Hiện tại thì vẫn đang ở chị nha, vẫn nhà tiệm đang ở, cho nên là nó hơi bừa bộn. Cái này mà mình về mình chỉ việc là mình dẹp hết ha, phải là mình phá hết đi, sau đó mình làm lại thì phải nói rất đẹp. Mấy gốc nhãn nè, nếu chị ưng làm nhà vườn thì có thể là giữ lại mấy cây này ha, toàn những cây lâu năm thôi. Đó, đơn giản thôi, gần như không gì để quay, tại vì đất nó quá hoàn hảo rồi. Đó. Có đèn đường luôn ha, đèn đường, điện nước, nói chung là khu dân cư hiện hữu. Đó. Đây. Chỉ tóm gọn trong câu là một miếng đất hoàn hảo. Đó. Hoàn hảo, thật sự là rất hoàn hảo anh chị. Để quay bên đây luôn ha. Thật ra cái nhà này mà anh chị mình thích mình giữ lại ở cũng được nè. Đây, bình hồng nè, nhìn góc nhãn nè, bông nó vàng nguyên một cây luôn. Đây thì góc nhãn nè, góc cổ thụ không à. Ưng mà làm biệt thự vườn thì mấy cái góc này giữ lại là ok nè. Quá đẹp. Ở đây là rất là nhiều biệt thự vườn chị, biệt thự vườn nhiều lắm. Lát nữa mình bay lại cam cho chị xem, khu dân cư đông đen luôn. Đây mình vẽ sơ cho anh chị xem cái hình dáng đất mình trên cao ha. Nói chung là nhìn sổ thì rất là vuông rồi đúng không? Vuông lắm. Mình vẽ thì phải đại chứ không có vuông được đâu.
Rồi bây giờ mình sẽ quay vòng vòng cho chị xem khu dân cư này ha. Đây. Đó. Toàn cảnh miếng đất mình rất là to đẹp ha. Từ dưới nhìn lên, nói chung khu này khu dân cư rồi ha, nhưng mà cũng không hề thiếu mảng xanh ha. Ở đây mà làm khu biệt thự vườn thì thật sự là không còn gì để chê rồi. Đó, ngó một cái là thấy quốc lộ 1 rồi. Cách quốc lộ 1 chỉ có hơn 200 mét thôi, ngay cái bảng Viettel luôn, bụi cho bá lửa luôn. Lát nữa mình sẽ đi ra đường đó cho chị xem ha. Để trước mặt mình lại quốc lộ 51 sẽ đối diện với là chợ vậy nha, chợ Lam Sơn. Đó. Đối diện chợ Lam Sơn là giáo xứ Lam Sơn luôn. Đó. Rồi đằng sau phía chợ là đây chính là cái khu đang làm khu nghiệp vậy nha, khu nghiệp Phú Mỹ 3 nè. Xa xa là khu Long Sơn và cảng cái mép kia xa lắm, bà không thấy đâu. Mình trước mắt mình là khu nghiệp Phú Mỹ 3, thì hiện tại khu Mỹ 3 thì đang làm thôi. Đó. Này cái hướng này đi về Vũng Tàu vậy ha, tức là mình chạy lên xíu là mình sẽ gặp ngã tư Hội Bài. Thì nghe cái ngã tư Hội Bài này á, đây cái đường Hội Tư Hội Bài này chị biết đây đứng này không thấy đâu. Lát nữa mình sẽ chạy ra cho chị xem. Thì nghe đường Phú Thơ Bài đó là quy một cái đường 991 đang rất là lớn chị ha, đang làm. Đó. Chung là xung quanh đây làm đường nhiều lắm. Đây cái đầu hẻm mình vô nè chị, ngay cái bảng Viettel nè. Ở mình vô khoảng hơn 200 mét ha. Đây mình bay vô lại nè. Đó nghe chị thấy cái xe mình chưa? Đó, cái xe mình đậu ở ngay dưới đường á. Dính là cái nhà mình ha. Sau này khu này sẽ còn mở đường nữa nha chị ha, mở nhiều đường lắm, nói chung là đã đền bù hết rồi. À, mở đường nữa. Cho nên là khu này sau này sẽ rất là đẹp. Nói chung là cứ thị xã Phú Mỹ sắp là thành phố rồi, cho nên nó là sẽ còn rất là nhiều công trình phải hoàn tất, tại vì đủ chi tiêu để thành phố anh chị. À, cho nên hiện tại là còn thiếu bệnh viện nè. À, bệnh viện thì phải qua bệnh viện Bà Rịa với là bệnh viện Vũng Tàu. À, Phú Mỹ thì thiếu bệnh viện nhưng mà đang xây bệnh viện ha, bệnh viện lớn lắm. À, bệnh viện, trường đại học, nói chung là đủ tiêu chuẩn để lên thành phố luôn. Cho nên sau này là cái miếng đất của anh chị là nằm ở thành phố chị ha, khi đó cái tiềm năng về giá rất là cao. Đấy, chị thấy hiện tại là dân cư là nói chung là tiện ích dân cư là khỏi nói rồi. Đó, nghe cái xe mình đậu anh chị. Đó, mình mời anh chị xem lại xem toàn cảnh cái đất mình nè. Sau đó là mình sẽ dẫn anh chị xem trực tiếp cái khu này ha. Rồi đây bây giờ là mình từ nhà của anh Trung ha, sẽ chạy ra thẳng quốc lộ 51. Nói chung anh chị mình đi có thấy cái bảng Viettel đó, bự cho bá đó, là hẻm vô nhà mình ha, nhìn trên cao thấy rõ rồi gì. Nói chung là một cái đặc điểm rất dễ hình dung. Đây chuẩn bị xe biệt thự hay gì nè, hoành tráng quá. Đây chị nè, nguyên biệt thự luôn nè, cổng nhìn. Nói chung mà anh chị mà thích cái điều kiện mà mình xe biệt thự ở đây thì khỏi nói rồi, cái dạng như là ở đây đẳng cấp rồi, thuận tiện đi biển luôn. À, và còn trong cái tiềm năng tương lai nữa. Rồi đây trước mặt mình là quốc lộ 51 ha. À, thật ra nó có nhiều đường đi lắm, mà chỗ này thì nó bị dính cái ông lương, còn mình thích đi đường kia kìa, thích ngay chạy ra giáo xứ á, mà hướng về Vũng Tàu đó anh chị, nhưng mà mình không có đi bắt buộc là phải kiếm chỗ quay đầu. Còn không á, hồi nãy tự cũng cái nhà mình mà đi đường vòng ha, đường trong á, phía trong á cũng có đường ra, nói chung nhiều đường lắm, đi thẳng ra Hội Bài cũng có đường nữa, thông hết, nói chung là khu bàn cờ thì nó thông đường hết. Đây nghe đằng trước mình là giáo xứ, nghe giáo xứ Lam Sơn ha. Ở đây có cái chỗ quay đầu nè, nhưng mà mình quay chưa kịp, mình để mình chạy đây luôn ha. Bên kia là chợ luôn ha, tức là đối diện giáo xứ chính là chợ Lam Sơn nè. Đó, giờ thấy chưa, trong vòng bán kính có mấy trăm mét là giáo xứ rồi chợ rồi trường học rồi ủy ban. Còn mình đi lên đó ha, hướng lên đó là ngay cổng khu nghiệp Phú Mỹ 3, tức là cổng cái mép luôn. Ở đó thì là trung tâm ủy ban của thị xã luôn ha, trung tâm hành chính của thị xã luôn ở đó. Đó thì có ngân hàng đầy đủ, chung bây giờ dọc hướng về thành phố Hồ Chí Minh là đầy đủ hết luôn, tất cả tiện ích. Đây chợ đầu mối luôn chị nha, chợ đầu mối Lam Sơn. Đây giáo xứ Lam Sơn, tức là cái nhà mình nằm trong đằng sau cái khu giáo xứ này.
Giờ mình đi đường vòng trong khu xứ này cũng ra nhà mình luôn, nói chung là bàn cờ mà đi đâu được hết. Rồi dẫn chị tham quan sơ sơ thôi, bây giờ mình sẽ quay đầu lại ha, quay đầu lại hướng về Vũng Tàu đây. Rồi mình quay đầu tới đây ngã tư Hòa Bài vậy nha. Đó, thì hồi đó cách đây khoảng mấy tuần trước á, mình có quay cái miếng đất ở ngay gần ngã tư Hòa Bài này nè, thì mình có nói về con đường 9991 á, nó cắt cái đường quốc lộ 1 nè anh chị, cắt cái đường quốc lộ 1 và kết nối với lại cái tuyến cao tốc đi qua Vũng Tàu. Nói chung là ở đây gần mình đây là có tuyến cao tốc đi qua Vũng Tàu, sau này mình đi cũng rất là tiện vậy nha. Nó sẽ rút ngắn cái đường mình đi về phía Đồng Nai Biên Hòa cũng như đi về Thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn. Đây cái đường 991 là nó mũi tàu, nói chung là nó cắt giao như là cái đường Phố Tờ Bài này anh chị. Thì cái hướng này là hướng đi về đây đó, nó ghi rõ luôn là hướng đi về khu nghiệp Châu Đức nè, hướng đi biển luôn anh chị, hướng đi Hồ Tràm. Nói chung là bây giờ con đường này là người ta hay chọn đi được biển lắm, và quan trọng là cái trục đường này nè anh chị, là cái trục đường mà quy hoạch về hướng du lịch tâm linh. Vì đây là có rất là nhiều chùa lớn và thiền viện đó. Anh chị mình chắc là bên Phật giáo chắc là không còn xa lạ gì khu này nữa rồi ha. Ở vòng vòng đây con đường cũng thông ra cái nhà mình anh chị, đất mình á. Tại hồi nãy mình không đi đường này mà mình đi ra quốc lộ cho anh chị thấy tham quan thôi, chứ thực ra là ở đất mình á, ngay chỗ mình á là có đường thông thông ở đây luôn ha, tức là không phải đi ra quốc lộ 1. Rồi dẫn chị tham quan sơ sơ thôi, lát nữa mình sẽ cho chị xem trên cái vị trí ha, cái vị trí Google Map để mình hình dung nó rõ ràng hơn, và quan trọng nhất là cái quy hoạch, cái quy hoạch để mình coi cái khu này nó tiềm năng thế nào nha. Và bây giờ thì mình sẽ mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch của cái khu đất mình ha. Đây là cái miếng đất của mình đó, phủ hồng toàn bộ, vuông vức đẹp, nói chung là sạch sẽ chị ha. Thì mở rộng ra thì đây chị thấy là khu này sau này sẽ còn mở rộng bàn cờ thêm ha. Hiện tại nó là khu bàn cờ rồi nhưng mà sẽ còn mở thêm nữa. Ví dụ như đây gần ga quốc tế quốc lộ 1 thì cái đường này nè anh chị, hiện tại là chưa không phải đường gì, đây là nhà dân, nhưng mà trong quy hoạch cũng là đường luôn đó. Nó sẽ cắt ngang với cái đường là mình, đường mình trước đất mình là đường Nguyễn Văn Huyền ha, đường này là đi thẳng ra quốc lộ 51 nè. Đấy, quốc lộ 1 thì cũng sẽ còn mở rộng ha, mở rất là rộng. Thì bên đối diện là chợ Lâm Sơn nè, giáo xứ Lâm Sơn nè, thì phía bên đây là nguyên khu nghiệp nè anh chị hả, đằng sau lưng của chợ Lâm Sơn là khu nghiệp Phú Mỹ Ba ha. Về khu nghiệp này anh chị nhìn tay cam thì nó chưa có bao nhiêu đâu, nói chung mà vẫn đang làm chị nha, mới khởi công. Cho nên sắp tới là đây khu nghiệp Lam Sơn nè, đây là khu nghiệp Phú Mỹ Ba nè chị, sau đây là khu khu nghiệp Long Sơn và khu cảng Cái Mép ha, cảng Cái Mép Thị Vải. Thì trong video thì có nhắc đến cái ngay ngã tư Hòa Bài đây, đất mình thì gần ngay ngã tư Hòa Bài nè anh chị. Thì mình có nói về con đường 991 á, đây 991 nè chị, nó bắt cầu vượt đi thẳng qua quốc lộ 1, đi thẳng vô cảng Cái Mép nè, đi qua những khu nghiệp nè, là con đường rất là lớn chị ha. Nói chung là khu vực này sau này rất nhiều con đường lớn. Đây cao tốc biên hòa Vũng Tàu nè, kết nối đằng sau với lại đường gần đường Hòa Bài Châu Pha nè. Đây khu nghiệp chị thấy không, đối diện mình khu nghiệp hết ha, còn mình đây khu trung tâm, khu trung tâm của thị xã Phú Mỹ. Cái thông tin quy hoạch này anh chị mình hoàn toàn phải tự test trên cái ứng dụng quy hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu chị nha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho anh chị xem cái vị trí của cái miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung. Thì đây, đất mình nằm trên đường Nguyễn Văn Huyền, anh chị mình cứ gõ trên Google Map cái đường này ha, thì từ đất mình đi ra đường quốc lộ 51 là phải tầm hơn 200m ha, gần giao với ngã tư Tạ Quang Bửu. Đấy, thì anh chị mình cứ nhớ và đi xem, tự đi xem cũng được ha. Hoặc là mình cứ tới ngay giáo xứ Lâm Sơn nè, mình gọi cho anh Trung để chạy ra để đón anh chị vào xem nhà ha. Nói chung là vị trí này thì ngay trung tâm rồi, cho nên là nói về tiện ích thì không phải nói nhiều rồi ha. Đây đối diện khu nghiệp Phú Mỹ Ba nè anh chị. Trong nguyên trong đây là quy hoạch toàn bộ là rất là tiềm năng sau này ha, là đối diện mình á. Thì Phú Mỹ thì chắc chắn là sẽ lên thành phố rồi, cho nên đó là những khu vực này sẽ rất phát triển gì nha. Đây thuận tiện đi biển luôn. Nói chung là rất là nhiều cái lợi thế từ đất này. Nói chung là đất này thì quá hoàn hảo rồi, chỉ bàn về giá thôi. Thì giá thì mình sẽ nhắc lại là hiện tại là phía người nhà của anh Trung là mong muốn là 18 tỷ. Giá này thì có thương lượng, anh chị mình trực tiếp mình xuống mình thương lượng với chủ ha. Để có thể là, nói chung là anh Trung thì cũng không muốn bán đâu,
nhưng mà tại vì phải bán để mà chia cho những anh em khác, tại vì ảnh là đại diện, ảnh đứng tên, không phải tài sản riêng của ảnh, cho nên là ảnh phải bán để mà chia ra. Cho nên hiện tại là gia đình đang rất là cần bán gấp anh chị nha, cho nên là sẽ khó thương lượng với anh chị nào thiện chí muốn đầu tư cái miếng đất này. Rồi thì mọi thông tin về pháp lý cũng như giá cả thì anh chị mình trực tiếp liên hệ cho số điện thoại của anh Trung để dưới màn hình ha. Mình xin kết thúc video. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như cái video này thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc là số Viettel là 0373 230243. Rồi, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video ha. Chào mọi người.